Chào cả nhà. Hôm nay mình giới thiệu cả nhà mình là cái xịt diệt mầm sau khi xạ ha cả nhà. Đây, đầu đất thì mình xạ được 2 đêm ha cả nhà. Rồi hôm nay mình xịt cử diệt mầm nữa. Khi mình xạ là cái kỹ thuật làm đất rất là công phu. Hai cái nữa là mình phải kết hợp với thuốc cả nhà, phải diệt mầm trước khi xạ, rồi sau khi xạ xong 2 đêm mình sẽ diệt mầm một lần nữa là 2 lần ha cả nhà. Đất xạ 2 đêm. Tại là lên trắng như vậy nè cả nhà, 2 đêm nó sẽ lên trắng như vậy nè, nó lúa mầm trắng lên vậy, nó xanh vậy đó. Trước khi xạ mình đã xịt diệt mầm 1 đêm, mình đã ngâm 1 đêm rồi sau khi mình mới xạ, rồi sau khi xạ 2 đêm mình sẽ xịt một cử nữa ha cả nhà. Chỉ về vụ này thôi, cái vụ đông xuân mình không có xịt 2 cử, vụ đông xuân mình xịt có 1 cử ha. Tại đất mình nó không được bằng nên nó rất là khó, cái khâu làm đất phải kỹ. Thứ hai, nó đất không bằng không xịt thì khi mà bơm nước vô cái lò gò nó sẽ lên cỏ hoặc là lúa cỏ ha cả nhà, nên phải xịt một lần nữa, hai lần. Mình kêu máy bay xịt ha cả nhà. Hiện tại chủ máy bay đang vô đó, đang khiêng máy lên ha cả nhà. Đây là khâu chuẩn bị. Chủ máy đã chuẩn bị máy, đang chuẩn bị máy nha cả nhà. Máy bay để xịt thuốc ha. Cái vụ hè thu này nắng với nước nó khô thì nó hay lên cỏ với lúa cỏ nha cả nhà, bởi vì mình làm hơi kỹ một tí. Đó, chủ máy đang lấy nước, pha nước ha, pha thuốc. Xịt diệt mầm này mình thêm nước được không hay gì, giống nước như mấy cái kia mảnh nhiều nước hơn không hay gì, giống nước như vậy? Vậy hả?
850 thôi, 850 900 vậy. Có chạy 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 cù đó. Mấy năm trước mình chưa biết cách làm á cả nhà, thì cỏ lên nhiều lắm nha cả nhà, cỏ với gia lại lúa hai tầng á, lúa cỏ lên rất là nhiều, nên rút kinh nghiệm mấy năm nay mình rút kinh nghiệm mình làm lại ha. Chú máy thì đang pha thuốc. Mấy năm nay mình làm lại là không có cỏ với lại lúa hai tầng cả nhà, vì đất mình không bằng nên khó làm lắm. Trước khi xạ mình đã xịt gọn quận rồi, mình ngâm diệt mầm một đêm rồi, cái mình khai nước ra mình xạ hai đêm, bây giờ mình xịt lại một lần nữa ha cả nhà. Mai mốt mình bơm nước vô cho nó ngập, cỡ 4 đêm mình sẽ bơm nước vô ngập. Nếu mà cái gò nào mà không ngập nổi á, mình sẽ quơ lại thuốc diệt mầm một lần nữa ha cả nhà. Bởi vì không có cỏ lên ha cả nhà. Nó còn dưới sông là dịch đang chạy động nữa cả nhà. Nó dịch đang chạy động. Còn đây vợ chủ máy dọn đường để máy lên, máy bay nó không dướng. Nhưng mà mình xịt diệt mầm nhiều quá thì nó ảnh hưởng lúa, có khi lúa nó lên yếu. Cái này là kinh nghiệm mình làm đó ha cả nhà. Thì mình cũng gặp mấy trường hợp 2 năm trước mình xịt diệt mầm màu xạ một đêm, mình xịt diệt mầm cái nó bị chết lúa, là nó lên thưa lắm, lên thưa. Năm đó 2 tầng chứ lúa cỏ lên nhiều lắm. Bởi mấy năm nay mình rút kinh nghiệm lại. Pha thuốc, pha nước rồi quậy lên cho đều ha cả nhà. Của mình hiện tại là xịt 2 bình ha cả nhà, 2 bình máy bay. Quậy đều thuốc lên rồi mới chia ra phân nửa ha. Khâu chuẩn bị đang pha thuốc như thế này ạ.
này là mình xịt diệt mầm không hay cái nhà không có gì thuốc gì khác ha. Diệt mầm thì có nhiều loại diệt mầm, nhiều loại thuốc và nhiều loại hãng khác nhau hay cái nhà. Rồi đổ thuốc pha thuốc xong này, đổ thuốc cho bình xong rồi chuẩn bị bay nữa các bạn. Đang chuẩn bị bay lên cả nhà. Rồi bay đi xịt nữa cả nhà. Có máy bay xịt rất là tiện lợi, nhưng có điều cũng không có tiện hơn là những chỗ nào mà có cây thì máy bay vô không có sát được ha cả nhà. Nó sẽ chừa ra một cái đường rất là rộng, nó xịt không tới. Còn chỗ nào không có cây thì xịt ngon, rất là ngon. Lúa bánh trúng nha.
máy đang dậm lại những chỗ mà xịt không tới nha cả nhà, tới cây thì nó xịt không tới, bây giờ dậm bằng tay lại, chỉnh chế độ bằng tay dậm lại. Ô, bùi chú vậy mà chú không sát được hả? Nó dưới hả? Mà bốn đốn hết luôn á. Đang dậm lại cái nhà chỗ mà gần cây rồi đó, hồi nãy chỉnh lối không không có chỉnh được, bây giờ dậm lại bằng tay. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ kênh mình. Cảm ơn cả nhà.